Ban tổ chức các ngày lễ kỷ niệm quyền cờ đỏ triển khai kế hoạch tổ chức các ngày lễ kỷ niệm năm 2024 và quy chế làm việc của Ban tổ chức các ngày lễ kỷ niệm quyền cờ đỏ. Theo kế hoạch, các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm. Lòng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và các sự kiện chính trị, các chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tạo được không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân